Chương trình này được bảo trợ bởi One Touch Wellness, trung tâm nội thất Phú Sinh, văn phòng Winland Realty and Mortgage Incorporated. Chào quý vị. Hello Nhung. Hello Lê. À, phải nói là hôm nay là một cái buổi hạnh ngộ rất là tuyệt vời và dĩ nhiên là phải có sắp xếp. À, hai đứa mình đã xem Music Box của Thúy Nga khá là nhiều tập rồi nha. Hôm nay là coi như là một cái điều mà phải nói là rất là bất ngờ. Nào giờ là chưa có bài nào xong ca của Quang Lê và Phi Nhung trên sân khấu Party By Night cả, nhớ không? Đúng rồi. Hai đứa mình hát cho Thúy Nga mấy chục năm rồi đó. Cái gì mấy chục năm dữ vậy? Riêng phần Lê là hát từ 2003 đến nay là 2021 là khoảng 18 năm. Còn riêng Còn Nhung là Nhung hát Nhung trước Lê mà. Như là Nhung là năm 2000, 2001 vậy. Đó, cho nên là Music Box là một cái không gian để cho chúng ta có thể là giải bày tung cánh đúng không? Tung... nói hết tất cả những cái gì mà mình ấm ức đúng không? Để bay về tổ ấm đấy. À, phải nói cái hôm nay Nhung đẹp quá nha. Phải không? Hồi mà Lê coi Nhung ở trên Thúy Nga thì Nhung hay hóa thân thành cô gái quê lắm. Đúng nhưng rồi. Mà hôm nay là một Phi Nhung rất là sang, rất là fashion, rất là stylish. Đấy. Ông Nhung thì không có nghĩ vậy. Tại vì nói chung là có tuổi chút xíu nên cũng phải mặc cho nó khác khác một chút. Ừ, tại vì... có tuổi mặc sang mà kêu mặc khác. Chứ Nhung cũng tính ra tại vì mình làm cho Thúy Nga trong cái chương trình Music Box này thì mình Nhung muốn mặc cái gì cho nó lạ một chút xíu. Còn nếu mà diễn trên sân khấu thì chắc cũng là chiếc áo dài với áo bà ba thôi. Chứ mà mặc cái này là Thúy Nga sẽ không cho đâu. Thôi đừng nói như thế, cứ đổ lỗi không mà. Không thiệt, không lẽ giờ chị đi hát nhạc phải lòng con gái Bến Tre, chị mặc cái áo này. Thật ra cái đó thì Nhung nói đúng, cái đó là quan điểm của một người producer là chị Thủy, lúc nào cũng quan tâm đến phần trang phục. Có một lần mà Lê hát, Lê quay cái bài Lòng Mẹ Việt Nam. Bà tư bán hàng có bốn người con. Đó, lúc đó mình lúc đó đầu óc trẻ, mình mua một cái jean Armani mà có hình con ó. Cái vừa rồi đang quay lên mình tính mặc để khoe đẹp phải không? Chị Thủy nói là Quang Lê em thay cái jean được không? Nói, thì lúc đó mình là tâm lý mình nghĩ là mình muốn mặc đẹp thôi, lên sân khấu thôi. Nhưng mà sau này nhìn lại thước phim mới nói là ồ, đó là đầu óc của một người producer, làm cho đúng không gian, đúng thời gian. Bây giờ cũng vậy thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ có một bài hát. Bài phải hát lòng... kỷ niệm của Phi Nhung. Phải lòng con gái Bến Tre. Đó, bài này là bài đóng đinh của Phi Nhung đấy. Hồi lúc mà em còn đi học là Lê xem Nhung hát bài này. Lúc đó Lê chưa được vào Thúy Nga, Lê còn con nít xem Nhung. Hôm nay chúng ta sẽ song ca nhé. Okay. Là một kỷ niệm nhé. Và bây giờ mời quý vị cùng nghe một bài hát rất nổi tiếng của Phi Nhung ngày xưa ấy, Phải Lòng Con Gái Bến Tre, của nhạc sĩ Phan Huy Tấn và nhà thơ Luân Hoáng. Nghe nhé. Đấy, phần song ca. Bão sang phà rặt miếu, qua lẻo đẻo theo sao đôi bóng trên đầu hương như áo cô dâu, áo bầu đỏ cánh kiến da bầu vàng phù sa, mắt người xanh nước biển tim màu hồng long qua. Bầu
sang phá rạch miếu, ngoe ngoại xuống bên tre, về cái mơn lương qua hay là về sơn đốc ba tri. Quốc bồ rung tiếng la, quang thoáng mùi làm duyên, thoáng mùi thương quá đổi, mùi tình lục dân tiên. Đôi ánh trăng lên đầu cầu soi bước em về, lòng qua như con nước lên đến vào trong mộng. Lòng muốn theo người ơi, bầu sang phá rạch miếu, vô chợ giữa nhân nhớ, về trúc giang đang chờ hay về cù lao ốc trăng mưa, tức bàn chân quấn quýt quanh quần dòng thủy chung, bóng dừa dương áo mộng in đậm chân yêu thương. Bầu sang phá rạch miếu, thăm trường cổ Nam Phương, lư lắc lư xe thô hà mồ, chàng ơi quá dễ thương, quyết lòng theo bén gót nắng nỉ hoài mà không nghe, ước gì đường trắng trở gặp nụ cười bến tre. Quanh quần dòng thủy chung, bóng dừa dương áo mộng in đậm chùm yêu thương. Bầu sang phá rạch miếu, thăm trường cổ Nam Phương, lư lắc lư xe thô hà mồ, thiền ơi quá dễ lòng theo bén gót nắng nỉ hoài mà không nghe, ước gì đường trắc trở gặp nụ cười bến tre. Bến tre ơi bến tre ơi, dầm trong nắng đục lần thân sâu bán thơ. Bến Tre ơi Bến Tre, Bến Tre ơi Bến Tre. Thank you.
Là biết sao không? Cái bài này nó rất là cực khổ đối với Nhung thì giống như đi về Việt Nam, quay xong, quay cái bài này á, là quay phải bỏ show rất là nhiều. Là Nhung ở một tuần, là Nhung quay cái bài này là trong vòng 3 ngày thì phải trở về Mỹ lại. Thì đạo diễn Quỳnh Phúc Điền coi như là ảnh quay xong rồi ảnh về, rồi ảnh đưa cho Nhung cầm về, rồi đi về tới nơi xong rồi bắt đầu chị Thủy coi từ đầu cho tới cuối, xong nói là ủa Phi Nhung tại sao nó không có cái phà em cái phà rạch miễu. Xong nó nói chứ ủa phà là gì chị, nói là em hát mà nó không có cái phà không được, phải về làm lại cho chị. Trời ơi Lê biết không, Nhung nói thiệt lúc đó là cái show mình rất là nhiều nữa. Xong Nhung nói trời ơi Thủy ơi, một lần em bay về, bay từ Việt Nam qua là nó đã mất mấy ngày rồi, rồi bây giờ em về em quay lại chị biết tốn bao nhiêu tiền, rồi em sẽ bay qua lại rồi nó mất ngày giờ của em phải đi hát nữa Thủy ơi. Nói vậy thì thôi khỏi ra đi em ơi. Thế là coi như là gọi về anh Quỳnh Phúc Điền, anh nói là nếu mà cái phà như vậy là mình phải mướn cái phà đó nguyên một ngày là nó khoảng chừng thêm 5-7 ngàn đô nữa, em có chịu không. Xong nói chứ hỏi Thủy thì nói chứ trời ơi 10 ngàn cũng quay đi, trời nó phải có cái phà chứ. Thế là chị bay về lại, là cái như chị cũng bỏ show nữa, chị cancel, chị bay về lại, coi như là bay về lại làm cái phà cho bằng được. Thế là làm cái phà xong, vừa quay cái bài này xong ha, là cái phà dẹp luôn, giờ thành cái cầu mới. Thì đó là cái bài của Nhung, là bài ngoài phải nói là ghi một cái kỷ niệm rất quan trọng. Đó, mình được quay xong cái tự nhiên bây giờ cái phà đó nằm trong dĩ vãng, nằm trong quá khứ. Đúng rồi, Nhung nghĩ là bài nào nó cũng phải có cái quá khứ, thì mình phải bỏ hết tấm lòng của mình vào trong đó thì nó mới đi với mình cho suốt cuộc đời được. Nhung nghĩ là như vậy. Còn Lê thì sao? Có gì kỷ niệm? Bây giờ là Lê sẽ hát một bài hát mà bài hát đánh dấu sự nghiệp của mình luôn. Đó là bài Sương Trắng Miền Quê Ngoại. Ồ cái bài đó hay à. Bài này đấu tranh dữ lắm mà, chắc không phải giỡn đâu à. Kể nghe không? Thứ nhất là đầu tiên á, là cuốn 66 là Người Tình Và Quê Hương. Lúc đó là Lê hát bài Thư Xuân Trên Rừng Cao. Rồi 67 Không Có Lê. Rồi 68 á, là hát với Tường Nguyên cái bài Liên Khúc Duy Khánh Tình Ca Quê Hương Lối Về Đất Mẹ. Và bài hát này á, ngay bây giờ trên YouTube được 33 triệu view. Wow. Đó là một con số mà phải nói là mình cũng không nghĩ đến nữa. Đó là ngày xưa ấy, thì lúc mà Quang Lê hát xong cái bài đó rồi, Quang Lê cũng không có show. Mọi người cứ show ầm ầm nhưng mà mình không bao giờ thấy show. Thì cũng cả năm trời cũng có buồn bã, cũng ở trên chuyến máy bay cũng ngồi tâm sự với nghệ sĩ, nói là mình cũng xuất hiện trên Thúy Nga hai cuốn rồi mà sao không ai mời mình hết. Thì lúc đó là chị Hồng Đào chỉ có nói một câu nhỏ nhẹ là từ từ rồi cũng được mà em. Đó, rồi con lại gặp chị Sơn Tuyền nữa. Chị Sơn Tuyền chỉ mới cầm tay em ra chị coi bói. Nhung cũng bị chị Tám gọi là chị Tám coi bói. Chị nói là mày sắp nở rồi, mày nở là mày nở lên luôn. Chứ mày không có nở bình thường, mày là nở, sắp nở rồi. Thì lúc trên máy bay thì gặp chị Sơn Tuyền, rồi nói chị ơi sao em đi hát mà không ai, em cũng không chưa ai mời em hết. Thì sau đó thì mới được lên Thúy Nga lần thứ ba là Sương Trắng Miền Quê Ngoại. Nhưng mà không phải là tự động mà được đâu. Lúc đầu là chị Thủy gọi vào phòng, chị Thủy nói là em ơi kỳ này chị muốn em hát bài Tiếng Hai Đêm. À Nhung biết cái bài đó. Đó của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng mà ngày xưa là cô Giao Linh hát. Thì nói chung lại là Lê cũng mới có nhiều bài hát đối với mình quá mới, tại vì mình là thế hệ sau mà. Lúc đầu chị Thủy đưa là thật sự là trong lòng không thích hát bài đó, nhưng mà phải hát, tại vì mình không có chọn lựa, tại vì một nhà sản xuất đã giao cho mình trách nhiệm thì mình chỉ có việc làm thôi. Thì lại chị Thủy lại tự nhiên suy nghĩ thêm, chị Thủy lại làm bổ sung thêm bài Sương Trắng Miền Quê Ngoại. Ờ đúng rồi. Đó, cái bài Sương Trắng Miền Quê Ngoại là optional để ngoài thôi. Thì lúc đó Lê có trách nhiệm phải thâu hai bài. Nhưng mà khi thâu xong hai bài thì bản thân cá nhân Quang Lê thì quá say mê bài Sương Trắng Miền Quê Ngoại. Mình cảm thấy là đây là bài hát mà mình có thể là phô trương giọng của mình một chút xíu nữa. Lúc đó trong phòng thu là có anh Thi. À có Vũ, Vũ là người bấm máy. Đó, thì lúc đó chị Thủy cũng vào nữa. Thì trong tâm chị Thủy vẫn là cuốn 69 để cho Quang Lê hát bài Tiếng Hai Đêm. Tiếng Hai Đêm. Nhưng mà năn nỉ xong rồi bầu chọn. Rồi chị Thủy nói bây giờ sao bầu chọn đi.
thì anh Thi với Vũ Sơn là chọn Xương Trắng Mình Quê Ngoại. Cái chị Thủy nó phiếu bầu 2-1 rồi, quyết định chọn Xương Trắng Mình Quê Ngoại. Trời, anh Thi mà không bầu thế, anh Thi mà bầu là chị Thủy chỉ có yên thôi. Thì và trước khi Lê hát bài này, Lê xin cảm ơn một nhà tài trợ đã sponsor cho Music Box của Quang Lê và Phi Nhung. Đó là Winland Realty Mortgage, là một văn phòng địa ốc và tài chính chuyên nghiệp cho bất động sản phục vụ đắc lực trong lĩnh vực mua bán nhà cửa, cơ sở thương mại, đất đai, đầu tư và tài chính ngân hàng. Văn phòng có tư vấn miễn phí, cập nhật các luật lệ và tin tức trong lĩnh vực này. Văn phòng có tổ chức quy mô chu đáo, nhiều chuyên viên lâu năm, dồi dào kinh nghiệm, luôn phục vụ khách hàng tận tâm và chu đáo. Sáng lập và điều hành bởi cô Lily Nguyễn, một chuyên gia tốt nghiệp ưu hạng về địa ốc và chuyên gia ngành tài chính bất động sản. Giấy phép kinh doanh bất động sản số 0188-4309. Văn phòng tọa lạc tại địa chỉ số 16027 Brookers Street B và D, Fountain Valley, California 92708, và số điện thoại 714-839-9667. Và bây giờ con Lê xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Xương Trắng Miền Quê Ngoại của nhạc sĩ Đinh Nguyên Vũ. Và dĩ nhiên con Lê sẽ bỏ mắt kính xuống để nhìn cho giống ngày xưa ấy. Đấy, quay về kỷ niệm nha. Vẫn còn đẹp như ngày nào. Chỉ có là hơi mập hơn chút thôi. Thì Nhung cũng vậy thôi, Nhung thì hơi dạng chút xíu. Vậy đi. Nhung còn đẹp mà. Bác nhạc ơi, cho em xin. Giờ băng lau lách xuyên đêm, sương trắng rơi vai tôi ướt lạnh mềm. Chim muông buồn rủ nhau bay về đâu, ngẩn ngơ lũ vườn gọi nhau. Nào những khi ôm thép súng tê tay, đắm mắt theo bao hư áo thơ sai, nơi chốn xa buồn thương mẹ quàng gánh. Em còn khêu sáng anh đèn từ sương mơ, mẹ biết nào bây giờ con ngồi hố nhỏ gió hẹn mưa. Một khi con về quê ngoại xưa, để mẹ nhắn lời thăm. Đường làng cũ năm nào, khi con còn bé nhỏ theo mẹ đến trường. Giờ đây con đường xưa con đỏ, tóc liều vờn gió bần hành quân nên chắc khó thăm nhau, nhưng có nhau như hơi thở vào đời. Tóc em còn có thơm hương cỏ mây, để anh nói chuyện ngày mai. Bạn bè anh theo lớp tuổi ra đi, dăm thân nghe tin chẳng trở về. Xin có em nguyện cầu cho đời anh đã mềm chân cứng để mẹ con tương thank you.
theo mẹ đến trường. Giờ đây con đường xưa con đó, tông liều vần gió ru buồn. Bận hành quân nên chẳng khó thăm nhau, nhưng có nhau như hơi thở vào đời. Tóc em còn có thơm hương cỏ mây, để anh nói chuyện ngày mai. Bạn bè anh theo lớp tuổi xa đi, dăm đứa thân nghe tin chẳng trở về. Xin có em nguyện cầu cho đời anh đã mềm chân cứng để mẹ con thương lai. Xin có em nguyện cầu cho đời anh đã mềm chân cứng để mẹ con thương. Đúng là cái bài hát này là phải nói là không không chọn là không được, là uổng lắm đúng không Lê? Đó, lúc mà chị nghe em hát cái bài này là chị cũng đã thích cái bài này lắm luôn á. Mà chị về Việt Nam chị cũng thấy mọi người cũng thích cái bài này vô cùng. Thật ra bài hát này là đối với Lê thì là một cái dấu ấn rất là lớn. Có nhớ là trước khi mà phát hành bài hát này, Lê còn than với chị Hồng Đào, Lê còn chia sẻ là Lê không có show, Lê buồn. Thì sau khi bài hát Xương Trắng Miền Quê Ngoại phát hành đúng 5 ngày trên toàn nước Mỹ, thì đúng ngày thứ 5, tất cả bầu show lớn hải ngoại, trong đó có cô Liên, anh Dũng đi đi, rồi nhiều bầu show đi lớn đi. Nhỏ đều có hết, và đưa lịch một năm hẳn. Và từ bài Xương Trắng Miền Quê Ngoại đến bây giờ, thì cái lịch trình vẫn liên tục như thế, không ngừng. Cho nên là phải nói là không bao giờ quên được cái kỷ niệm của bài hát này. Bởi vậy là chị mới nói là một bài hát mà mình gọi là mình quá cực khổ, mình phải nói là sao ta, không có tưởng tượng được. Lúc đó mừng lắm. Rồi lúc đó bầu show gọi đưa lịch, Lê rất là mừng luôn. Mà hồi xưa giờ mình có nói xong thấy nghệ sĩ ai cũng đi hát, có mình không đi hát, mà tự nhiên sau bài hát này mới thấy là cái sức mạnh, sự ảnh hưởng của một cái sân khấu, một trung tâm. Đó là một sân khấu mà phải nói là tầm cỡ mà ước mơ của bao nhiêu nghệ sĩ. Không, mà phải nói là chị phải nói là thiệt chứ, vô trung tâm Thúy Nga phải nói là nó phải nói là nó căng não vậy, căng cơ căng não. Căng não mà phải nói không, tại vì á, tại vào trung tâm Thúy Nga là không phải là bình thường đã vào được. Mình đã vào tới đó rồi thì là lúc mà em không có biết, lúc mà chị bước vào trước em á là phải nói toàn là người ca sĩ, toàn là hát giỏi không à. Mình nhìn là mình không có phải là một cái gì hết trơn á. Khi ở ngoài thì mình tung tăng được, nhưng mà mình vô Thúy Nga rồi mình cảm giác lắm như là trời ơi, Phi Nhung là một cái sự mà rất là nhỏ bé. Thành ra mỗi lần mà hát một cái bài gì là phải nói bỏ ăn bỏ ngủ, tập thể dục rồi tập nhạc, ta nói có nghĩa là không có cái gì mà phải nói cái gì cũng bỏ hết á, là tập trung vô một cái bài hát đó để mà hát cho bằng được. Phải nói là thấy cái số chị cũng sướng mà. Sướng đâu, là ngày xưa là coi như là trước khi mà Nhung xuất hiện trung tâm Thúy Nga thì Nhung đã được hát ở bên ngoài, nhưng mà thật sự khi mà Phi Nhung xuất hiện trong Thúy Nga, cái bài hát mà ấn tượng lớn đối với Lê là bài Lý Con Sáo Bạc Liêu. Đúng rồi, bài đó. Rồi sau kế là bài Phải Lòng Con Gái Bến Tre. Đúng rồi. Rồi kế nữa là bài Nghèo anh Mạnh Quỳnh. Đúng rồi. Nhớ không? Em được vô là em được vô Thúy Nga là em được lên sân khấu. Còn chị là chưa được có lên sân khấu đâu em. Coi như chị gửi biết bao nhiêu cái CD cho chị Thủy, nhưng mà không bao giờ bả nhận. Là tại vì chị như là lúc đó, bây giờ chị nghe lại cái thời đó mà chị nghe lại cái giọng của chị á, nó con nít vô cùng, là chị nói đúng. Đó là giọng của em nó con nít lắm. Nhưng ơi, em phải tìm cái bài gì cho lạ đi. Xong là chị phát qua hết luôn. Nè, mình nói cũng cho nghe, người nào mà chị Thủy chê đó là chị Thủy sẽ sử dụng sau này. Mình cứ quan điểm là nếu mà người nào được chị Thủy chê là chị Thủy rất là khó tính để mà cố gắng.
em nói vậy chứ hồi đó nếu mà chị biết được như vậy thì nói làm gì nữa. Nhưng mà cái thời đó là chị cũng được nhiều trung tâm, với lại chị cũng được khán giả yêu mến chứ bộ. Nhưng mà chị không hiểu tại sao, tại vì nếu mà có cái gì thì nói thẳng phải không? Nhiều lúc chị không có nói thẳng, chị cứ nói thôi hát gì mà hát cái gì. Thì chị, nhiều lúc mình chị cũng tự ái, nhưng mà chị nghĩ là không được. Trung tâm lớn là mà người ta, mình tự ái là mình không được, mình phải làm sao cho vô thì mình mới thành ca sĩ. Còn bây giờ ở bình thường, bây giờ mình cũng mặc dù là mỗi tuần đi hát nhưng mà mình chưa vô được Thúy Nga là chưa cam tâm. Đó là chuyện như vậy. Thế là tự nhiên có một lần chị, nhà chị trồng cái cây mà nó gọi là cái cây cây phất tài á, mà chị nghe ai nói là nó trổ hoa là mình bắt đầu làm ăn được. À đúng rồi. Thế là chị trồng cái cây đó mà tự nhiên cái nó trổ hoa em ơi. Nó đúng trổ rồi. Hoa trời, nó thơm nguyên cái nhà. Xong bắt đầu chị đi hát show, chị nghe một cái message chị Thủy gọi chứ. Nhung ơi, kỳ này em có rảnh không, em hát cho Thúy nghe giùm chị. Trời ơi, tôi có làm ơn vậy cho chị coi như là phải nói là chị mừng mà mừng hết lớn luôn á. Trời ơi, mong trong cho máy bay bay về để mà gặp chị, là có gì cũng nói là không em rảnh. Đó là lần đầu tiên mà chị được cái cây nó vừa trổ hoa mà được chị Thủy gọi, là chị mừng vô cùng luôn. Xong bắt đầu chị mới đưa cho chị một cái bài hát Lý Con Sáo Bạc Liêu của nhạc sĩ Phan Đi Tấn, là thu cái bài này cho chị đi. Xong rồi em về Việt Nam em quay cho chị. Xong rồi mà nó ủi mà chưa được lên sân khấu hả ta, mà chị không có tưởng tượng cái lúc đó cái sân khấu của Thúy Nga chỗ đối với chị trong mắt chị là lớn không lắm. Phải là cái bài hát đó không có sân khấu là bởi vì trong cái giây phút đó chị Thủy làm cái chương trình hoàn toàn ngoại cảnh để không chị chị là bonus cái bài của chị không, chứ không bonus được. Em khẳng định ngay bây giờ đó là chương trình Ba Day Ba Night, chúng ta đi mang theo quê hương và không hề bonus, tất cả là ngoại cảnh hết. Em về em coi lại đi, chị bị bonus 2 bài. Cứ nữa bonus nữa. Tôi nói em đã nói chuyện với producer rồi, producer là khẳng định bài hát đó là trong chương trình chứ không hề bonus. Đó, chị Thủy em khẳng định với chị Thủy điều này và chị Thủy là người nhân chứng. Chị Thủy nói là Phi Nhung chưa hề là một bài hát bonus, cho nên hãy vui lên. Yeah. Nhưng mà 2 bài chị mới được lên sân khấu. Rồi bắt đầu lên sân khấu là chị Thủy hỏi, là sau đó chị Thủy hỏi là mà lên sân khấu cũng không được hát một mình, mà chị lúc nào chị cũng ước hát một mình, nó như thế nào biết không. Cuối cùng Thủy nói chương trình ca sĩ rất nhiều, em hát chung với ai bây giờ em chọn đi. Thế là chị lúc đó là thật sự lúc đó là hình như là chị quen đi hát chung với anh Quỳnh, chị anh quen Mạnh Quỳnh. Quỳnh thôi, chị có biết ai đâu. Thì chị nói là chị ơi em biết anh Mạnh Quỳnh, em biết là Mạnh Quỳnh. Xong thế là Mạnh Quỳnh tới gặp chị Thủy rồi, cái gì đó là chị không biết. Như vậy rồi, là anh Quỳnh là cũng do sự kết nối làm duyên có từ chị. Đúng rồi. Quá tuyệt vời, em phải là không nhưng em ơi làm cái điều bài rất tốt, nhưng làm điều rất tốt. Em mà cái chị với anh Mạnh Quỳnh mà song ca cái bài mà Dù Anh Nghe Lần Đầu Tiên á, em ơi cũng phải là trần ai mà phải nói là cái bài thật sự nếu mà bây giờ ngay bây giờ mình hát thì nó quá dễ. Mà hồi xưa chị không hiểu tại sao mà hai đứa chị tôi nói là nguyên một tháng trời phải nói là tập cái bài đó, nó không có cái gì nhưng mà tập đi tập lại, xong vô sân khấu mình vô phòng thu bắt đầu là thu từ 7 giờ cho tới 1 giờ sáng. Trời ơi. Tính là gây lộn y xèo hết. Chị Thủy chỉ vô chị hỏi chứ cái gì mà gây lộn như vậy. Chỉ có nói là mấy cái câu thôi, mấy câu nói dậm vô là cái gì nhưng mà anh nghèo lắm, anh không có tiền gì đó, đại khái cái câu đó. Ba má em có khó đâu. Chỉ có một câu đó thôi mà chị cũng sửa, ổng cũng sửa, hai đứa coi như gây lộn. Cái nói là vậy thôi khỏi làm luôn đi. Thế là chị Thủy bước vô, xong anh Thi vô, nó ủa cái gì vậy, cái gì vậy. Xong bắt đầu nói rồi hai người ngồi, bắt đầu nghe từ chị hát nó nói ok rồi xong. Từ 7 giờ mà cho tới 1 giờ sáng. Thật ra từ khi mà Phi Nhung và Mạnh Quỳnh xuất hiện trên Ba Day Ba Night, bài Dù Anh Nghe đầu tiên. Rồi trong đó là có anh Trường Vũ và Như Quỳnh hát mấy bài Nhớ Người Yêu. Thì phải nói là lúc đó thì cái dòng nhạc bolero sống lại một cách mãnh liệt, giống như liên khúc nghèo bán đĩa như tôm. Lúc đó Lê chưa hát cho Ba Nai, lúc đó Lê còn là học trò, lúc đó là chỉ có là mình đi mua nhạc, mình là fan hâm mộ của Thúy Nga thôi. Thì mới thấy là cái công lao quá lớn của chị Thủy đã làm một dòng nhạc bolero mà sống lại từ mấy chục năm về trước. Và bây giờ Nhung ơi, dạ Nhung có nhớ cuốn Ba Nai 66 không? Nhớ chứ. Đó là bài chú cuốn là Người Tình Và Quê Hương của ba đúng tác rồi giả, trong đó có chú Nhật Ngân là thầy của chị, đúng rồi đó. Thì ở trong đó thì Lê hát bài
mời anh mời chị, mà lúc đó Lê mới vào coi như hơi ngố nghịch lắm. Lúc đó là nói chung lại là nhìn là kỷ niệm thôi, nhìn cái mặt thì rất là tươi tươi nhưng mà không có chuẩn bị gì nhiều hết. Còn chị là để cái mái tóc ngắn vậy đó, đó trong đó có một bài hát mà phải nói là Nhung rất là thành công, Chiều qua phà Hậu Giang. Nói chung là cái nghề, cái số mệnh của cô này là dính với mấy cái phà đó, phà Rạch Miễu nè, bây giờ tôi qua phà Hậu Giang nè, đó. Bây giờ muốn hát lại đúng không? Đó, bài đó phải nói rất là hay. Nếu mà Nhung hát bài đó thì khán giả sẽ rất là thích lắm. Thôi để trước khi Nhung nói tới cái bài hát này thì để Nhung hát trước đi ha. Và bây giờ Phi Nhung xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Chiều qua phà Hậu Giang, sáng tác của Trịnh Lâm Ngân. Bài hát này nó cũng có nhiều kỷ niệm đối với Nhung lắm luôn. Nhưng mà Nhung nghĩ là không cần phải kể, Lê cũng biết rồi. Mà khi mà Nhung hát bài hát này thì thầy của Nhung cũng có lên sân khấu của Trung tâm Thúy Nga, cũng mới nói về cái bài hát này, lý do tại sao thầy viết. Thì Nhung nghĩ là khán giả cũng đã biết rồi. Nên bây giờ
mình hát bài khác đi. Bây giờ tới Lê đi. Bây giờ là sẽ hát một bài hát cũng nằm đúng ra là bài hát này sẽ được nằm trong chương trình số 66. Tại vì đây cũng là bài hát của chú Nhật Ngân. Nhưng mà phải thú thật là bài hát này Lê thích thiệt lắm á. Nhưng mà lúc đó chị Thủy nói là lúc đó Lê còn trẻ quá. Thì cái lúc đó với cái bài hát này là cái chủ đề như là cái gì, tình người tình và quê hương. Người tình và quê Paris hương. Paris by Night 66. Quay tại Paris. Quay tại Paris. Đó. Trời ơi Paris ơi. Đấy. Thì lúc đó chị Thủy mới nói là lúc đó Lê tâm sự với chị Thủy là Lê nói là boss ơi, Lê em rất là thích bài hát này. Cái chị Thủy nói là bài hát này chắc để đợi Quang Lê coi như là già dặn hơn một chút nữa rồi hát, chứ bây giờ còn non, cuốn đầu trẻ, tiên cũng bị chơi trẻ không? Thì bị trẻ quá đó, cho nên là chưa có trải nghiệm được bài hát này, cho nên chị Thủy mới giao một bài khác. Nhưng mà hôm nay là chắc là đủ già dặn để hát rồi đấy. Cho nên bây giờ mời quý vị cùng nghe lại một bài hát rất nổi tiếng của nhạc sĩ Nhật Ngân, nhạc phẩm Tâm sự người hát bài quê hương. Wow, cái bài đó Nhung thích lắm á Lê. Mình nghe nha. Dạ. Nghe giọng hát già dặn nè. Chín mùi rồi đúng không? Chín mùi rồi đó. Tại sao tôi hay hát nhạc buồn? Xin đừng hỏi tôi. Tại sao tôi hay hát dân ca? Xin đừng hỏi tôi, đừng hỏi tôi. Sao tôi hay hát ngoài chiến trường? Sao tôi không hát ở vũ trường? Say mê theo vũ điệu nhiệt cuồng thị thành. Tôi phải làm sao? Người ơi chắc người cũng hiểu rằng quê mình từ lâu lửa bình xeo tan tóc chiến miên. Bây giờ bình yên, dù bình yên nhưng khăn số thiếu phụ vẫn còn, nhưng anh em thiếu hụt hào mòn, nên tôi hay hát lời nhạc buồn quê hương. Người ơi, bởi tôi không là gỗ đá, trong tôi chan chứa tình người, nên trên môi tôi hay thiếu nụ cười. Vì nụ cười là nước mắt khô mà người đời che lấp đau thương. Người ơi, tôi không dối mình dối đời. Xin người hiểu cho, dù tôi vương tơ kiếp nợ tâm, nhưng người hiểu cho, hồn tôi ôi chan chứa tình quê, nên cả đời tôi tôi say mê khúc nhạc u buồn. Tôi yêu thương tiếng hò êm đềm như yêu sông núi mình một trời khổ đau.
dù tôi vương tơ kiếp nợ tầm, nhưng người hiểu cho hồn tôi ôi chan chứa tình quê. Nên cả đời tôi tôi say mê khúc nhạc u buồn, tôi yêu thương tiếng hò êm đềm như yêu sông núi mình một trời. Khổ tài sản đầu tiên là sức khỏe. Kỹ thuật mới tân tiến gì sẽ gìn giữ sức khỏe của bạn? Xin giới thiệu One Touch Wellness App, từ điện thoại di động hay đồng hồ bên cạnh bạn để biết được tình trạng sức khỏe của bạn trong mọi thời khắc. Mọi liên lạc: website americanbeamclinic.com hoặc điện thoại 1714-465-9599 MB Laser để biết thêm chi tiết. Trời ơi, hay quá Lê ơi. Cảm ơn Nhung khen Lê. Thiệt á, Nhung nói thiệt luôn á, Lê làm Nhung hát bài là Nhung nhớ thầy của Nhung rồi, Nhung nhớ khán giả rồi, Nhung nhớ đồng nghiệp của mình, nhớ con. Tôi nói nhớ đủ thứ hết, nhớ con đường Bô Sa, nhớ Phước Lộc Thọ, nhớ trung tâm Thúy Nga. Trời ơi, bao nhiêu cái kỷ niệm nó dồn về. Ây da, bây giờ nói sao? Nói chung lại là ngồi đây nhớ Mỹ đúng không? Đúng rồi, Nhung nói thiệt luôn á. Nhung kềm lắm á, chứ không thôi là khóc rồi đó. Thật ra là ở bên Mỹ thì mình sống vậy gọi là tính tự lập rất là cao. Nhiều khi buổi chiều cứ mình lái xe mình đi vòng vòng, nhiều khi mình buồn mình không biết làm gì, mình lái xe đi vòng vòng nghe nhạc vậy hả? Nhung là mỗi lần mà Nhung hát cho Thúy Nga á, là đưa bài mới là Lê có biết là từ nhà của Nhung á, Garden Grow đúng không? Là Nhung chạy thẳng xuống biển là phải nói là xa lắm. À, là 20 phút đó. Laguna Beach đúng không? Đúng rồi, 20 hoặc hơn đó. Hơn. Từ nhà đó. Nhung là xa hơn. Cứ đi chạy mà đi mấy vòng như vậy để mà học được một cái bài hát mới của trung tâm Thúy Nga giao thôi, cho đừng mình. Nhắc nữa, tôi nhớ cái biển. Tại vì biển đó cái biển. Cái biển nó có một cái eo gì buổi trời tối đẹp. Kia, đi xuống biển Huntington Beach. Đó, đi vòng vòng ăn bánh croissant, uống cà phê rồi đi ngắm biển chút rồi về ngủ vậy đó. Nó nghe nè, thôi đừng nói nữa thì tôi ước gì tôi bay về mình liền. Nhớ cái con đường ha, dễ thương ha. Thôi bây giờ mình hát tiếp đi. Nhắc một người nhạc sĩ mà sáng tác bài mà Nhung hay khoe là ông nhà chú sáng tác bài này riêng cho Nhung đó. Thanh Sơn. Cố nhạc sĩ Thanh Sơn. Chú Thanh Sơn đó. Nhung muốn hát cái bài này là nó có gọi cái tên gọi là Thị Trấn Sương Mù. Đó, cô gái Pleiku. Đúng rồi, là tại vì Lê có biết là tại sao mà nó có cái bài hát này không? Tại vì Nhung sinh ở đó. Thì Nhung sinh ở đó nhưng mà Nhung may mắn là được cố nhạc sĩ Thanh Sơn đã viết. Tại vì nói chung là có một hôm chú bệnh, gọi là bệnh gia, Nhung có mặt ở tại Việt Nam thì Nhung cũng không có đủ tiền để mà mổ tim thì không có đủ tiền, nên Nhung có bao nhiêu thì Nhung đưa bấy nhiêu, và Nhung gọi về Thủy, xong rồi chị Thủy cho thêm mấy ngàn nữa, xong Nhung mừng quá với là đưa hết, có bao nhiêu là đưa hết cho chú. Bắt đầu là chú mổ tim xong là coi như là cái số tiền nó cũng đủ để mà chú trang trải. Thì xong chú khỏe, khi chú khỏe chú nói bây giờ con thích cái bài gì, thì nói chứ con nhớ, con rất là nhớ quê của con là ở Pleiku. Trời ơi, hóa ra là Nhung sinh ra đó hả? Em Pleiku má đỏ môi hồng nhưng mà bây giờ hết hồng rồi. Thì Nhung thích đi đâu mà ai cũng gọi mình là ô cô gái Pleiku, là cô gái Gia Lai, kiểu là như vậy á. Thì mỗi buổi sáng á là Nhung nhớ là khi mà 4 giờ sáng á là thức dậy là cái đài phát thanh nó có mở cái nhạc đây là đài phát thanh Gia Lai Kon Tum phát từ thị xã Pleiku. Là Nhung nhớ cái thời lúc Nhung với bà ngoại Nhung còn nhỏ tí à, dậy đi làm rẫy đó, Nhung nhớ cái đó. Là bắt đầu cái tiếng nhạc nè, ta ta ra ta 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 ta. Thế là chị nói như vậy, xong cái chú nói là bác nói là ô giờ để bác viết riêng cho con, bác tặng cho con nha. Thế là bác viết cái Thị Trấn Sương Mù. Bắt đầu trời ơi,
tặng cho chị, cho mừng quá chừng luôn. Bắt đầu chị nghĩ là tại vì trung tâm Thúy Nga chị cũng chưa có cho chị Thủy biết là cái bài này là của chị, riêng chị được nhạc sĩ viết tặng là một cái, mình ca sĩ mà được nhạc sĩ vinh viết tặng lắm, là vinh dự lắm chứ. Bây giờ Nhung nghĩ là Nhung sẽ hát cái bài này để tặng cho chị, cho everybody với lại sếp của chị. Bài này đã ghi hình trên Thúy Nga chưa? Chưa. Bài này là... tự nhiên cái là ghi hình, lúc đó chương trình là chị Thủy giận Nhung, đâu có cho Nhung hát đâu, là tự nhiên cái Hương Thủy hát. Buồn. Okay, buồn làm chi em ơi, xót xa xin gửi lên trời. Gửi hết rồi. Giờ hát đi. Giờ hát. Ok, vậy bây giờ Nhung nghĩ là Nhung sẽ hát, chị Thủy chị chắc là rất là ngạc nhiên. Ok, ban nhạc cho em bài Thị Trấn Sương Mù đi.
thương. Nhung nói thiệt á, Nhung hát cái bài này Nhung cảm giác như là Nhung feel. Tại Nhung thích, nói thật luôn. Nhung nghĩ là khi mà chị Thủy chắc chị nghe cái bài này, chị nghĩ là ồ Phi Nhung sao tự nhiên hát cái bài này mà nó như là rừng rú này là kia kia nọ. Nhưng mà thật sự ra là hát là phải hát cái kiểu như vậy nó mới ra nhá. Yeah. Thì Pleiku cũng có vượn mà. Vượn đâu ra? Có khỉ không? Ở đâu ra khỉ? Thì cũng là rừng thì có không, chứ. Không, của Nhung là rừng nhưng mà nó là không phải là rừng mà là núi. À. Núi là cao nguyên. Thì cũng có mấy con khỉ chứ hả? Có không, chứ. Không, không có khỉ. Trời ơi, em lên vùng núi khỉ quá trời mà chị nói xong có. Nhưng mà cái vùng của chị ở nó không có. Không, thì bà chưa vô rừng thôi chứ sao không có. Không, của Nhung là gọi là miền núi nhưng mà nó là cái bài này là của dân tộc ED. Đó là, còn mình là người Kinh là chỉ có ở dưới thành phố thôi. Nhưng mà Nhung thì Nhung sống trong cái làng ở cái gần nó gọi là Lê Cu Ró. Nhung sống trong cái đó là Chư Bà Rông, là Nhung hồi nhỏ là ở trong đó coi như đi học phá phách rồi đủ thứ, hái trộm ổi, hái là đủ cũng thứ. Có nhà sàn luôn hả? Phải như, rồi cũng là có già làng tộc. Luôn. Ừ, có nhà sàn, có ông già làng, có tất cả đầy đủ hết. Mặc đồ dân tộc đẹp lắm. Nói chung lại là chú Thanh Sơn thì quá tuyệt vời. Chú đã tìm hiểu văn hóa và sáng tác một bài của Donny đóng giày luôn vậy đó. Nhưng rất là thích. Bây giờ tới Lê đi. Bây giờ thì Lê có một bài hát. Nhưng mà trước khi Lê hát bài hát này thì cũng mượn giây phút này để mà cảm ơn một người. Tại vì đây là giây phút để mà chia sẻ. Thì để mà được ngồi đây ngày hôm nay, để mà được có cái thương hiệu ngày hôm nay, là một người mà phải nói là không cần gì cả, thương ai là người đó phải được hát. Đó là bác Tô Văn Lai. Bác Lai. Hồi đó là Quang Lê là một anh chàng bán máy karaoke ở trong cái tiệm thôi. Rồi vô tình bác lại được nghe tiếng hát của Lê. Đó, thì bằng mọi giá là phải đưa tiếng hát vào. Nhưng mà lúc đó thì Trung Tâm Thúy Nga đã có là Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Như Quỳnh, Trường Vũ là hai đôi gọi là coi như là thần gió rồi. Chị Thủy cũng không có quan tâm đến nhận người mới lúc đó nữa. Nhưng mà chính bác đã đấu tranh cho Quang Lê. Bằng mọi giá phải đấu tranh. Đâu phải một mình Lê đâu. Hồi đó Nhung cũng chưa có cho Lê biết, cũng Nhung cũng không cho chị Thủy biết, mà hình như cũng không ai biết đâu. Cũng là bác Lai là cái người mà Nhung từ bên Florida qua hát vòng vòng bên ngoài. Bác Lai dẫn Nhung tới. Bác Lai nói là con ơi, con hát còn con nít lắm, thôi con vô trong đài truyền hình Việt Nam đi. Là cái đài đó là hồi đó của chú Bác Tỷ gì đó. Là bác Lai tới nhà chở chị đi tới cái chỗ đài truyền hình Việt Nam để mà gửi chị. Lúc đó là chị chỉ hát trong đài thôi. Đó là cái công lao của bác Lai. Bác Lai nói khi nào mà con hát mà con cứng cáp hết rồi đó thì bác sĩ nói Thủy nó cho con vô Trung Tâm Thúy Nga. Thế là trời ơi, cũng một lần đầu tiên là chị được hát tại quận Cam, cũng như là cái đài của Bác Tỷ, mà hồi xưa đài Bác Tỷ cũng là lớn lắm á, mà được mà Bác Lai giới thiệu vô là chị đã bắt đầu chị hát cứ mỗi tuần hát xong rồi bắt đầu là coi như cái tên từ dần dần người ta biết tới. Phải nói là bác là một cái tâm rất là lớn luôn. Gần bác 20 năm, từ cái lúc mà bác lúc đó là Lê chưa được vào Thúy Nga, lúc đó là chưa được gặp chị Thủy đâu, rất là khó luôn. Lúc đó là bác chở đi ở bên ngoài, rồi bác nói chung lại là bác thương người nào, bác yêu tiếng hát người nào thì bác làm mọi giá để cho tiếng hát đó được tỏa sáng, còn nổi tiếng hay không là số phận. Thì bằng mọi cách là bác chấm giọng hát Quang Lê, và một giọng hát mà bác chấm nữa là Mai Thiên Vân. Mai Thiên Vân cũng ở nhà bác, ăn ở bên đó 3 tháng, bác lo lúc mà mới sang Mỹ là ở nhờ nhà bác. Bác chở đi, nói chung lại là bác thương người nào là bác lo cho người đó. Và một người ca sĩ đương nhiệm là ca sĩ Châu Ngọc Hà cũng một tay bác. Một tay bác nghĩa là bác thương, bác không có cần gì hết. Bác chỉ muốn cái người đó được tỏa sáng, là bác làm những gì tốt nhất. Mà khi một tiếng hát đã chạm được trái tim của bác thì con lại may mắn. Và nhân giây phút này thì con xin cảm ơn bác rất là nhiều. Đừng khóc nha. Không khóc đâu. Con xin cảm ơn bác rất nhiều. Và giọng hát và cái tên Quang Lê mà được tồn tại ngày hôm nay là do một tay bác đã thương con và đã tạo một cái nhịp cầu nối cho con ngay giây phút đầu. Và con tin rằng nếu mà không có bác
thì chắc chắn cái đường đi vào Thúy Nga của con nó rất là xa vời. Và xin bác nhận đây tấm lòng của con, và chắc chắn bác luôn luôn ở trong tim của con. Con xin cảm ơn bác. Em còn thiếu một người nữa, bác Lai còn giúp một người, đó là Mai Quốc Huy. Đúng, đúng. Nói chung lại là đứa nào mà bác thương rồi là bằng mọi giá là bác cứ đẩy lên Thúy Nga. Bác không có đồng nào hết trơn á, bác còn tốn tiền nữa. Nhung có biết là ngày xưa hả, bác còn mua đồ cho em nè, rồi thấy bệnh là mua thuốc nè, rồi làm họa một bài không có tiền. Bác nói con làm ai trả, nói Nhật Trung phải không? Bác chạy qua nhà Nhật Trung, bác trả 500 đô cho Nhật Trung, nói để bác trả cho con. Là lúc đó là chưa được hát Thúy Nga là bác đã lo từ bên ngoài rồi. Rồi sau đó là coi như là cũng đến một ngày đó rồi chị Thủy gọi. Rồi lúc đó là tự nhiên là nói chung lại là phải nói bác rất là tuyệt vời. Vậy giờ bây giờ hát tặng cho bác đi. Bây giờ hát bài Giọt Lệ Đài Trác. Yeah. Wow. Cái bài hát này là ngộ lắm. Là nằm trong cái CD đầu tiên của Trung Tâm Thúy Nga, Sương Trắng Miền Quê Ngoại. Bài hát này là ngày xưa là anh Hoài Nam, anh hát trong cái chương trình Paris By Night. Nhưng mà chị Thủy nói là cái bài hát này ổng hát trên video, nhưng mà chị Thủy chưa bao giờ ra audio bài hát này. Thì Lê mới nói là nếu mà chị chưa ra thì để em hát bài này đi. Thì khỏi mất công hòa âm lại, tại vì Quang Lê cũng thích cái hòa âm này mà. Lúc đó chị Thủy ok. Đấy, bây giờ mời quý vị cùng nghe lại một bài hát nằm trong audio, không có hình ảnh, nhưng bây giờ sẽ có hình ảnh hiện tại. Giọt Lệ Đài Trang, xin mời quý vị cùng nghe nhé, của nhạc sĩ Châu Kỳ. Ngày xưa ai lá ngọc cánh vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Em chính em ngày xưa đó ước xây đời lên tổ đình nhân san. Ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn, ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang. Tôi chính tôi ngày xưa đó cũng đeo bồng mơ người đẹp lâu con. Rồi một hôm tôi gặp nàng đem tiếng hát cùng đàn với niềm yêu lay lang. Nhưng Hà Nội quá bé bàng, bao tiếng hát cùng đàn người chẳng mang con chê chán. Nhìn đời thấy lắm phù phàng, mượn tiếng hát cùng đàn quên niềm đau dĩ vãng. Hãy đâu dòng tố lan tràn lên gác tía huy hoàng, xiêu đồ theo nước mắt nàng. Còn đâu đâu lá ngọc cánh vàng, còn đâu đâu quyền quý cao sang. Em chính em ngày xưa đó đến bây giờ tiêu bạt giữa chân san. Gặp tôi vẫn tiếng nhạc cung đàn, đời tôi vẫn nghệ sĩ thanh thang. Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn thương dòng lệ đài trang. Tiếng hát cùng đàn.
hoang xiêu đổ theo nước mắt nàng. Còn đâu đâu lá ngọc cánh vàng, còn đâu đâu quyền quý cao sang. Em chính em ngày xưa đó, đến bây giờ phiêu bạt giữa chân sang. Gặp tôi vẫn tiếng nhạc cung đàn, đời tôi vẫn nghệ sĩ thanh thang. Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn thương dòng lệ đại trang. Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn thương dòng lệ đại trang. Trời ơi, bây giờ chị mới cảm thấy là chị Thủy chỉ lựa, chị chọn rất là đúng. Phải nói là bây giờ cái giọng của Lê quá chín mùi luôn á, nó rất rất là hay. Hèn chi hồi xưa chỉ không có chọn chị nói là chỉ đợi chín mùi chứ mới chọn. Không phải là chín mùi gì, tại vì bác thương lắm. Coi như là trong mọi không gian, khi nào mà bác gặp chị Thủy là bằng mọi cách bác phải nhắn nhủ chị Thủy là có thằng Quang Lê nữa. Đó, bác nói là cho nên sau này chị Thủy một lần dẫn Lê là ca sĩ của ba đó. Đúng rồi. Không mà giờ giọng của Lê hay dễ sợ luôn á. Nếu mà chị Nhung nghĩ là nếu mà hồi xưa thì chắc cũng không có hay bằng bây giờ. Giờ là chín rồi, ăn được rồi. Thì đó, bởi vì chị mới nói là hồi đó Nhung mới nói là chị nói là giọng em con nít quá, thì mình mới nghĩ là tại sao chị nói mình con nít, mình lớn rồi mà con nít cho đâu ra. Thì bây giờ mới thấy là bà đợi chín mùi rồi bà mới gọi, phải nói là chị mới gọi mình. Thành ra chị Thủy phải nói là quá xuất sắc. Lê thấy là số Nhung may mắn ghê luôn á. Không, Nhung may mắn thiệt. Nhung biết cái bài song ca mà hát với anh Mạnh Quỳnh cái đầu tiên á là Dù Anh Nghèo. Lúc đó là đã tạo dấu ấn, nhưng mà gọi là bùng nổ showbiz vào ngày đó là sau khi mà Nhung hát với anh Quỳnh cái Tân Cổ Căn Nhà Màu Tím. Mà cái giọng ông Quỳnh hát Tân Cổ hay thiệt. Mà em ơi, đừng có nói Tân Cổ, nói về Tân Cổ chị cũng có rất là nhiều kỷ niệm. Thật sự ra là phải nói là chị có cái ID rất là nhiều. Chị muốn đưa giống như là chị muốn đưa cái nền Tân Cổ cho tới hải ngoại của mình, người Việt Nam hải ngoại của mình, tại chị sợ mọi người quên. Thành ra chị mới nói là hồi lúc đó chị nói ông Quỳnh là Quỳnh hát Tân Cổ đi. Xong Quỳnh nói thôi Quỳnh không hát đâu, giờ này mà hát Tân Cổ ai nghe. Còn nói như vậy. Xong rồi hỏi Thủy. Xong Thủy nói chứ thôi em ơi có bài khác đi, đừng có hát mấy cái Tân Cổ gì. Chị Thủy chuyện vậy. Nhưng mà sau cuối cùng, mà sao tự nhiên lúc đó chị cái con người của chị á, nó rất là mê Tân Cổ, chị rất là thích. Nhưng mà chị Thủy nói chứ sau cái tự nhiên đâu có, chị kêu thôi hai đứa tìm thử đi. Nói chung lại là Nhung có công. Nói chung lại là thật ra là vào thời đó là bên hải ngoại cũng không có một màn Tân Cổ trên sân khấu ngoạn mục như Thúy Nga. Cho nên Thúy Nga là gọi là cái người khởi đầu để làm điều đó. Nhưng mà sao lúc đó chị cũng mà khó lắm, mà sao tự nhiên rồi chị suy nghĩ rồi chị cũng nói chứ thôi vậy hai đứa làm cái Tân Cổ cho nó khác lạ đi. Cái nghe mừng. Cái ông Quỳnh nói chứ trời ơi sao bà không có kêu hát ca nhạc, bà kêu hát Tân Cổ. Xong nói thì giờ chị chịu rồi, bây giờ ông chọn đi. Thế là chọn, chị cũng không chịu luôn. Rồi tự nhiên cái Căn Nhà Màu Tím là cái người là chị Thủy chọn. Cái là cái bài Căn Nhà Màu Tím là anh Quỳnh viết lời. Chị nói cho hai đứa là hát đi. Rồi xong cái là hát. Mà chị cũng không có nghĩ là hát Tân Cổ mà khán giả thích như vậy. Trời hát xong rồi, lúc đó chị nhớ là hát bên Pháp á. Cái tên của chương trình là Paris By Night. Đúng rồi. Pháp mà. Uh-huh. Cho nên phải hát mấy cái nhạc Tây Pháp nhiều. Đấy. Nhưng mà hồi đó chị hát á là phải nói là chị cứ sợ là cũng có cái sự mặc cảm, biết không? Sợ mình hát Tân Cổ cũng ai nghe, cái hay là cái gì đó. Nói chung là lúc đó chị vẫn
vẫn có cái sự mặc cảm. Cho tới bây giờ chị nói thật luôn á, chị ở trong thứ gia chứ mà chị sợ lắm. Chị không hiểu tại sao chị áp lực lắm luôn, chị không hiểu. Nó giống như là ở ngoài thì sao cũng được, mà mỗi lần mà chị gặp chị Thủy hay là gặp anh Thi hay là vào trung tâm thứ gia gặp những đồng nghiệp của mình á, chị có một cái sự gọi là chị bị mất tự tin á, chị bị áp lực lắm. Tới giờ chị vẫn vậy. Chị nghĩ bây giờ mà chị còn cái feeling đó là chị nghĩ là chị vẫn còn trẻ đó em. Không, chị Thủy rất là dễ thương. Tại vì ở một producer thì có nhiều ca sĩ họ dè dặt, nhưng mà deep down là chị Thủy rất là dễ thương, rất là tốt tính luôn. Sau cái chương qua những cái chương trình Vista đó thì chị Thủy thể hiện với mấy thí sinh đó là... Không, nhưng mà chị nói là tóm lại là chị Thủy là chỉ gần em nhiều nhất, nên em cảm thấy là em thấy chị dễ chịu hay cái gì đó. Nhưng mà đối với riêng chị thôi, còn mấy ca sĩ khác thì chị không có biết. Nhưng mà với riêng chị là mỗi lần mà chị nói, chị không có biết nói là thứ nhất. Rồi xong rồi bắt gặp anh Thi thì đó, chào sếp là vậy hay là rồi sao mà gì mà nhắc gừng vậy trời, gặp cái chào vậy thôi đó hả? Chứ chị có biết nói gì đâu. Mà anh Thi ảnh cũng có bao giờ nói chuyện với ca sĩ hay là như chị là ảnh cũng đâu có nói vô thu đi em, rồi xong là vô thu ổng ngồi bấm hát chỗ này sai rồi vậy ảnh là như vậy thôi là sửa. Rồi Thủy vô là sửa xong rồi phải đem cho chị Thủy nghe. Thủy nói chứ Nhung ơi sai rồi, nói nhưng mà cái này anh Thi kêu không được, chị nghe lại em phải hát lại cái này. Rồi xong cứ đi vô chứ mà không dám ngồi nói chuyện như em, mà em nói chuyện với chị Thủy ơi khỏe không này kia nọ. Nói vậy chứ một producer người ta cũng có một không gian riêng chứ, người ta cũng có sự cô đơn, cho nên có một người bạn nói chuyện thì cũng nên. Nhưng mà chị là không có khéo nói chuyện. Nhưng mà bây giờ thì là nói chuyện bình thường, giống như là chị em bây giờ là giống như nói chung là trải qua biết bao nhiêu lần giận hờn, chỉ giận Nhung rồi. Nói chung là chị cũng ngang bướng lắm. Nhưng là nhưng vẫn thương dần hơn vu vơ. Tì 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 tì. Đó là bài hát của nhạc sĩ Hàng Châu, ông mới sáng tác đó. Ôi vậy hả? Không, nhưng mà bây giờ mình cảm thấy sếp của mình chị Thủy phải nói là trái tim của bạn rất là dễ thương mà chị Thủy khi mà đầu tư nghệ thuật á là đầu tư hết bất mình chấp. Lên nói thiệt có một cái câu nhiều khi thẳng tính luôn, coi như là cầm ngân hàng tài sản để mà quay Bade Banai chị vẫn làm. Đó là cái điều mà Lê thấy nè. Chị Lê vào cái phòng mà chị Thủy share đó, trả cho dancer mà 100.000 đô la một cuốn Bade Banai, mà riêng cái phần dancer thôi là gần 100.000 đô la. Chứ em nghĩ sao cái bài phải thuê một cái rạp 250.000 đô la ai dám làm. Thì đó, nhưng mà bây giờ em nói là nguyên cái rạp thì là cả ca sĩ luôn đi, nhưng mà còn đừng có nói chi cái bài riêng của chị, cái bài Phải Lòng Con Gái Bến Tre thôi mà đã quay 15.000, lúc đó là 15.000 là em biết là cái gần thời 400 đó, triệu đó, cái thời đó mà 15.000 mà bỏ hết đi về rồi bắt đầu quay lại trở lại phải đưa 10.000 mà cũng quay luôn. Thành ra Nhung nói thiệt, Nhung chưa bao giờ mình thấy một người nào mà như chị. Thành ra Nhung học của chị rất là nhiều, chị đặt nghệ thuật là trên hết, trên hết. Lê và Phi Nhung ước mong là cái dịch Covid mau chóng đi qua và trở lại bình thường, để cho anh em nghệ sĩ chúng tôi sẽ gần nhau nhiều hơn, và lúc đó Trung tâm Thúy Nga sẽ tiếp tục hành trình, sẽ về châu Á. Thì hy vọng lúc đó là chúng ta sẽ gặp nhau. Về Thái Lan. Nhiều nơi lắm. Và bây giờ Quang Lê và Phi Nhung xin chào tạm biệt mọi người. Chương trình này được bảo trợ bởi One Touch Wellness, Trung tâm Nội thất Phúc Sinh, Văn phòng Winland Realty and Mortgage Incorporated.